Xin chào các bạn. Như chúng ta vẫn biết, búa tạ là loại dụng cụ sở hữu sức mạnh cực lớn khi có thể phá vỡ một khối bê tông dễ dàng. Với kỹ thuật đúc tinh luyện, dường như những cây búa tạ chỉ reset theo thời gian, chứ chẳng thể nào hư hỏng nổi. Thế nhưng liệu loại công cụ này có thể đối mặt với chiếc máy ép thủy lực, chiến thần nghiền nát này không? Đầu tiên, người ta đã thử với một cây búa mới tinh có xuất xứ từ Trung Quốc. Ban đầu nó có vẻ khá kiên cường, nhưng khi đến mức 50 tấn, cây búa đã bắt đầu biến dạng. Lớp sơn bóng bẩy bên ngoài của nó cũng từ đó mà bong tróc theo. Kết quả này khiến người thử nghiệm tin rằng một chiếc búa tạ cũ từ vài chục năm trước chắc chắn sẽ bị phá hủy trong gang tấc. Và họ đã thử nghiệm với chiếc búa tạ có tuổi từ những năm 1960 của Mỹ. Dù bề ngoài của nó quá cũ kỹ, phần tay cầm cũng không còn nguyên, đầu búa đã bị rỉ sét toàn bộ. Thế nhưng kết quả khiến họ phải kinh ngạc, gừng càng già càng cay. Chiếc búa tạ cũ kỹ không những chịu được sức ép của 50 tấn, mà khi nâng lên 100 tấn, nó cũng không hề có một chút móp méo nào. Không biết phải nói là chiếc búa ngày nay của Trung Quốc kém chất lượng, hay những người rèn búa ngày xưa của Mỹ quá cao tay, để có thể sản xuất được một chiếc búa chất lượng đến như vậy. Liệu rằng có món đồ nào không thể phá hủy bởi máy ép thủy lực nữa hay không? Hãy cùng Thế Giới Hôm Nay xem tiếp về những món đồ đó là gì nhé! Nước mắt hoàng tử Rupert. Cái tên giọt nước mắt của Rupert dễ khiến chúng ta lầm tưởng rằng nó thật mỏng manh. Thế nhưng dù bạn có cố gắng cỡ nào, thì cũng mong đập bể được giọt nước này nhé. Để tạo ra nó, người ta sẽ đun nóng thủy tinh để nó nhỏ giọt xuống ly nước lạnh bên dưới, tạo thành những giọt nước mắt vô cùng trong suốt. Những giọt thủy tinh này có khả năng chịu lực nén vô cùng cao. Dù là máy nén thủy lực có chạy hết cỡ, thì giọt nước cũng chẳng bể được miếng nào, mà ngược lại lại khiến bề mặt của máy nén lõm vào một lỗ thấy rõ. Không chấp nhận kết quả này, những người thực hiện đã thử chêm thêm các đồng xu để tăng độ ép, cũng như tạo độ gồ ghề tiếp xúc, thế nhưng kết quả vẫn như cũ. Thậm chí là những đồng tiền xu bị đè nén đến biến dạng. Theo các nhà nghiên cứu, giọt nước máy Rupert có thể chịu được áp suất lớn, gấp gần 7.000 lần áp suất khí quyển. Dù có là đạn bắn ở cự ly gần, nó vẫn không thể vỡ. Ngay cả búa tạ cũng chẳng có tác dụng gì. Bật mí cho bạn, dù chưa đối thủ tầm cỡ nào, dù có cứng đầu tới đâu, giọt nước mắt của Rupert cũng có điểm yếu, khiến nó bị phá vỡ và tan biến vào không trung ngay lập tức. Bạn có biết đó là cách nào không? Comment xuống bên dưới và xem hết video để tìm ra câu trả lời nhé! Đè cơ khí. Trong các ngành nghề cơ khí và luyện kim, đè là một loại công cụ không thể thiếu. Nó là một khối sắt đặc với bề mặt phẳng, dùng để rèn những phần kim loại còn đang nóng hổi. Ngay cả khi dùng lực tác động vật lý lên nó, như bổ rìu, quanh vứt nó cũng không thể bể. Với cấu tạo đặc của nó, nếu bạn thả nó từ trên cao xuống, ngay cả nóc xe ô tô còn bị nó xuyên thủng, chứ đừng nói đến tới những thứ khác. Với những chiếc đè hiện đại, dù có bị tác động ít nhiều bởi máy nén thủy lực, thế nhưng nếu thử nghiệm với những chiếc đè sắt nguyên khối cách đây vài chục năm, thì dù có là một chiếc đè nhỏ có thể nắm trong tay, máy ép thủy lực có sức ép 500 tấn cũng chẳng hề xi nhê đến nó. Kính từ máy bay ném bom. Với các loại kính thông thường, chỉ cần một lực tác động nhẹ, nó sẽ bể tan tành ngay lập tức. Còn với các loại kính cường lực, nó có thể kiên cường hơn một chút. Thế nhưng dưới sức mạnh của máy nén thủy lực, nó cũng phải chịu thua và vỡ vụn. Tuy nhiên, ông tổ của các loại kính cường lực, tấm kính được lấy ra từ chiếc máy bay ném bom TU-95 Bear, chắc chắn sẽ làm bạn kinh ngạc. Đây là tấm kính bảo vệ được gắn ở phía đuôi máy bay, nơi người lính ngồi điều khiển dàn súng ống phía sau. Bởi địa thế và chức năng đặc biệt của nó, tấm kính này được chế tạo độ dày lên đến 120mm, cao nửa mét và nặng đến 45kg. Một con số mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ tấm kính nào trên thị trường. Khi đưa vào đỏ sức với máy ép thủy lực, dù sức ép đã lên đến con số 100 tấn, tấm kính vẫn nguyên vẹn. Phải chăng là nó chỉ bị con chút ít trên bề mặt? Có tấm kính này bảo vệ, có lẽ bạn sẽ chấp tất cả dòng họ súng đạn bắn vào mình luôn đấy nhỉ? Bóng sắt lớn. Bóng sắt hay bi sắt là một loại vật dụng có tính ứng dụng rất cao trong cuộc sống, từ xe cộ cho đến các loại máy móc, trang thiết bị.
Nhưng có mấy ai biết, viên sắt trông có vẻ bình thường kia lại khiến một chiếc máy thủy lực phải bó tay vì độ cứng và bền của nó. Hãy nhìn thử nghiệm này xem, dù đã đạt đến sức ép tối đa, nhưng chiếc máy thủy lực này cũng không thể đè nát viên bi sắt, mà ngược lại là khiến mạch nén của nó bị lõm hẳn vào trong. Mãi cho đến khi thử đi thử lại nhiều lần và sử dụng thêm miếng sắt dày đệm phía dưới, viên bi sắt mới chịu vỡ cho mọi người vui. Thế nhưng nó cũng đè bẹp miếng sắt với lực không nhỏ. Ở một trường hợp khác, cũng là viên bi sắt và máy nén thủy lực, không sử dụng bi nhỏ nữa mà họ dùng hẳn một viên bóng sắt lớn. Đây có lẽ là bóng sắt được sử dụng trong ổ trục của các xe công trình lớn. Thế nhưng xui rủi làm sao, viên bi lần này không chịu bể mà thay vào đó là trụ ép của máy tan tành. Có thể thấy, viên bi thì bất di bất dịch, nhưng phần trụ đã bị xé toạc ở phía trên, một sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Sợi carbon. Đối với các dân chơi độ xe, hãng sợi carbon là một từ rất đổi quen thuộc, bởi nó là một vật liệu siêu nhẹ và siêu bền, thích hợp cho nhiều bộ phận của xe. Không chỉ vậy, nó là loại vật liệu ít bị biến đổi bởi môi trường. Với độ chịu lực kéo gấp 5 lần và cứng gấp 2 lần so với thép, nó được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống. Vậy nó sẽ ra sao dưới sức ép của máy thủy lực? Câu trả lời là đứng vững như không. Nó dễ dàng vượt qua mức nén 100 tấn một cách dễ dàng, trong khi các vật liệu khác thì bẹp dí trong tích tắc. Thép gió. Nhiều bạn ở đây chắc có lẽ mới nghe đến thép gió lần đầu. Đây là một loại vật liệu có độ cứng lớn và khả năng chịu nhiệt rất cao. Nó thường được ứng dụng vào các loại mũi khoan, cần độ cứng và bền cao. Những loại bu lông, ốc tán cũng được làm ra từ loại thép gió này. Tùy vào kỹ thuật luyện kim mà những loại thép gió được sản xuất có chất lượng khác nhau. Hiện nay nổi trội trên thị trường thì có HSS của Trung Quốc, M35 của Mỹ và B6M5 của Nga. Khi đặt lên bàn đo với máy ép thủy lực, loại thép này có khả năng chịu được đến sức ép 100 tấn, trong khi những kim loại khác thua bất lực. Bên cạnh đó, dù thép của Trung Quốc và Mỹ có phần thay đổi hình dạng một tí, nhưng nếu so sánh, thép gió của Nga vẫn bất bại khi nó vẫn có độ tương đồng với viên chuẩn. Với những công dụng đặc trưng của mình, nhiều loại vật liệu được sản xuất có độ cứng cực cao, khiến những chiếc máy ép thủy lực phải chịu thua. Bạn ấn tượng với vật liệu nào nhé? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Trả lời cho câu hỏi về điểm yếu nhất của giọt nước mát của hoàng tử Rupert. Dù dùng lực vào phần đầu bao nhiêu, nó vẫn không vỡ. Thế nhưng chỉ cần bạn bấm nhẹ vào chóp đuôi của nó, giọt nước sẽ lập tức bể vụn và không khác gì tan vào không khí. Bạn có thích những điều thú vị này? Đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video mới nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.